Các bác, cô chú, anh chị thân mến, không phải phiên chợ nhưng mà ra chợ tí thì bà Mừng mà lên hàng kinh quá, toàn là tùng với lại tùng cối với lại tùng La Hán rồi phi lao rất là nhiều mà cũng khá là to, thì cũng thấy hơi khá là bắt mắt đấy. Thì vào để quay các bác, bây giờ đang đứng ở cuối vườn bà đấy, bây giờ để đi ra tìm một con La Hán xem là có con nào hay không. Nhưng mà toàn là hàng mới cắt thôi, nhưng mà nhìn xem con nào có cốt cán để lấy. Thì cũng vừa hỏi giá sơ sơ một lượt rồi để quay phim, đỡ phải hỏi nhiều, và khá là bận chứ kìa. Đấy, cho nên là sẽ báo các bác một số cái cây mà nổi trội ở đây tí để cùng tham khảo bác nhá. Hoặc là có ra mua rồi bán gì mang cả thêm thì các bác xem nhé bác nhá. Rồi đi đứng từ trong ra ngoài đây các bác, nhìn như lạc giữa rừng, phần sau này còn một chút nữa nhưng mà còn cái to đấy. Ra bên kia nó khoảng độ mấy chục mét là một dãy vườn và mới lên, cả cái dãy này cũng mới trải bê tông rồi. Bắt đầu đi xem mấy cây La Hán trước các bác nhé. Đây, trong này có một cái số cây đang quay đấy. Nếu mà đã mua thì ra là chơi hết. Đây, như những cây như này là bao tiền cây vừa nãy bảo nhỉ? Hả? Những cây như này là bao tiền? Bao nhiêu? 7 triệu à? 7 triệu. Giống nhau hết à, đúng không? Bằng nhau hết. Có 5 triệu, 4 triệu thì à đây. Cũng đáng. Có chậu trước rồi. Cái này là lên hàng ác ghê nhỉ. Này để bán Tết à? Không, bảo là lên loạt này là bán sau ác đấy. 7 triệu như nhau. Đúng rồi, sắp Tết rồi. Cái cây kia vứt chó đấy kia. Để ra ngoài cho thấy cây hay hay đấy. Từ đã. Rồi. Tùng La Hán rồi, giá cả rất hợp lý rồi. Rồi, nhà bà Mừng có số điện thoại trên đấy rồi. Đây này, cây này hay phết mẹ, để xó này hay đấy, dẹo nó nhỏ không giúp vào được các bạn, vướng lắm. Tí nữa để ra xem riêng cây này, bây giờ ra xem một loạt tùng La Hán đây, lạc cứ dừng ở đây. Mua hàng Mai Chiêu Thủy dáng cổ thơm vô cùng, thơm lắm. Được, đây tùng cối này thì thôi chẳng hỏi quá nhé. Tùng La Hán 7 triệu một cây, dãy cây thứ nhất, tôi tạm gọi là cây thứ nhất trong cái hàng này đi. Đấy. Bệ viết thì cũng có bệ viết cũng hay đấy, tay tán đã chia rồi 7 triệu cây. Tùng này thì lá nó cũng khá là ổn, lá đẹp. Đấy. Hai tay một ngọn ở thân chính. Thơm quá, đứng cạnh Mai Chiêu Thủy thơm quá. Rồi, cây đầu tiên mình sẽ tìm một cái cây nào nó ưng chút, so bó đỗ chọn cột cờ. Tất nhiên một loạt này nó khá giống nhau thì vào một loạt đấy. Nó cũng tất nhiên tiền nó cũng hợp lý thì bỏ ra các bác có thể mang cả thêm và làm đôi này chơi gì. Ví dụ công sở trước thì cũng vui rồi. Còn các bác nghệ nhân cao thủ thì về làm tiếp. Đấy. Cây thứ hai, cây thứ ba, đấy một dãy là hán các bác, tùng cối thì nhiều quá chẳng quay được, cũng nó cao. Vừa quay phim vừa ngửi Mai Chiêu Thủy thơm này, dễ chịu quá. Dẹo này thì sau này cái cổ này nó to, nó bo lại thì nhìn nó cũng đỡ.
Đây. Đấy, bà check mình hôm trước quay cái chắc cho bà bán được, nhưng mà mình phân tích là không biết thật giả nào bà ấy. Mình vừa phải lựa các bác xem phim phải chuẩn, thứ hai là vẫn phải lựa với cái chủ cửa hàng mình, sao mình vào mê cây, mình vào quay phim ấy, thì nó cũng phải được lòng người ta thì mới vui được. Cây thứ 1, 2, đây là cây thứ 5, cây này cũng khá hay. Thứ 5, tất cả nó cao tầm 65 phân, từ mặt chậu lên cao tầm 65 phân. Nó đồng đồ, đồ đồng như nhau, đá đá nhau, đồ đồng đá đá nhau. Khá là đẹp đấy, nó khỏe khoắn và chậu chiếc cũng có rồi, rất khỏe khoắn. Cùng là hả? Đấy, nhìn nó rất dãy này, như là các vị là hán chủ tịch phường đấy, mừng đấy. Đấy, so bò đỗ chọn cuột cờ này, cốt này cũng đẹp này, cốt được. Các bác mà chơi ví dụ ủy ban ấy, công sở nhất thì không yêu cầu quá cao, có thể chơi ngay được, mang về đây chơi đôi chơi rất vui, hai bên chầu hai bên. Tán tiếp, cây này khá là đầy, tán khá là đầy. Đấy. À, ông này hay này, ông này là nổi trội hơn này, so với cái chỗ vừa, từ vừa quay đến giờ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thứ 7, thứ 7. Để gấm. Mỗi cây này tạm được. Cây này thì nhìn cốt cán nó già nua mà nó thời gian hơn những cây kia rồi, làm nó cũng thời gian nó cũng lâu hơn một chút rồi. Tán điện cắt tỉa khá đầy rồi. À, bẻ việc nó cũng vào form rồi, cũng vào form rồi, vào form rồi, vào form rồi. Ok, khá hay. Tất nhiên là so với cái đống này thì nó là hay nhất, hay nhất. Tán rất đầy. Đấy, dày. Chứ bên này thì mới, bên này thì mới, cây này thì làm nó lâu hơn, làm thì làm nó cũng lâu hơn. 7 triệu cây. Ui ôi, nhiều tiền thế, nhiều tiền thế. Đấy, cây này đẹp đấy, đẹp đấy. Mà chủ tấp nập lắm, đấy, cây này cũng được, khá là duyên, khá là duyên, có cái tay hoa. Ngoành này khá là làm ấm cây. Đấy, nhìn đơn giản này thôi, nhưng mà để bày ra một cái thềm với một mình nó hoặc là hai con hai bên thì nó rất là vui mắt, rất là đẹp. Đấy, công sở, văn phòng, ủy ban. Đấy, một dãy này cũng gớm đấy. Đây, con này làm cũng khá khá rồi, cất giật ở đây và để cây tán vào form, vào form, cái này vào form, hai cây vào form để cạnh nhau, hai cây đã vào form để cạnh nhau. Đây này, và cái này. Đấy, đấy. Vâng, cô con xanh này thì bao tiền con?
6-7 triệu là một con thì hai con là giống nhau đúng không? Giống nhau bằng tiền. 6-70 triệu đấy. À đây này, mình chán quá nhỉ, này chơi cả đôi. Mới mở cửa vườn, mới khai trương, bán giá mềm mại. Người cũ nhưng mà cửa hàng mới. Bà Mừng giữa chợ Vạn Phúc. Đấy. Bây giờ hỏi bà Mừng là ra mua mừng lắm. Tí nữa ra quay riêng cái, quay hết La Hán cái ạ. Quay hết La Hán, đấy đọc số luôn đi. Đọc số luôn đây cho 0949 750368 750368. Đến cửa là lượt trước, cảnh Vạn Phúc. Lượt trước có rồi nhưng mà cứ mỗi lần ông lại hỏi một lần. Đấy, rồi. Tí nữa cho cái số điện thoại đây, cái bản của có rồi, rồi rồi. Rồi. Đấy. Cũng được, được. Cũng được mà. Kẹo này sau hơi gian nan nhưng mà không sao, chơi được. Không yêu cầu quá cao, chơi được. Đấy. Lên. Ngày cả ngày không hết việc nhỉ. Ai? À đây à. Đi sang Nhật thì mấy cây Ấn Độ đấy. À, tức là đây một cây nữa. Nói chung là cứ cắt là lùn lại thôi. Thì sẹo, cái sẹo này nó khá to nhưng mà cũng không sao. Chơi được. Đấy, như vậy là một dãy khá là bằng nhau này. Tầm tắp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái dãy này khoảng độ 13, 14 cây gì đấy. Lá. Đấy, còn lại rừng tùng với xanh với rất nhiều thể loại. Đây, thì quay một số cái cây phi lao nó cũng khá hay. Đây. Đấy, và dao động từ 5 đến 8 triệu tùy cây. Chắc cây này là 5 triệu đây. Chắc cây này là 5 triệu. Rất già. Đây tán xong rồi. Nhiều thể loại lắm, là hàn bò đầy. Nhưng mà quay những con bé bé nó dễ, mà nó hút mắt hơn. Đấy, con này chắc 8 đồng. 5 đến 8 đồng. Đấy, ví dụ như tôi cây này là 8 triệu đấy đúng không phải? 8 triệu. Bên hai bên hai cây kia 15 triệu, cây này là 6 triệu. À 6 triệu. Hai cây này là 15 triệu. Tức là 7 cây 1 triệu, 7 triệu một cây với 8 triệu một cây. À 7 triệu. 8 triệu một cây của cây là 6 triệu. Rồi. À, cây đẹp ghê nhỉ. Nhìn nó già. Già. Già thấp. Đẹp quá. Đại gia cây cảnh chợ Vạn Phúc rồi. Đại gia cây cảnh. Đấy, da rẻ trắng, già trắng. Đấy. Tay tán xong rồi. Tay tán xong rồi. Nhìn được chơi. Đấy, đôi này là 15 triệu, 7 triệu rưỡi một cây. Cây này đẹp. Cây này đẹp. Đúng rồi. Đấy. Thế mai chú thủy này thì khoảng bao tiền cây? 10 triệu một cây, 20 triệu một đôi. Thơm quá anh. Thơm ngây ngất. Nắng cổ ra.
dáng cổ đây. Thơm này, người đứng cạnh thì thơm cả người đấy. Đây là cái đôi lão mai này, lão mai này, đại thụ 6-70 triệu một cây, rất tầm 50-60 một cây, 60 một cây. Điền lão mai rất to nhé. Con này nữa, này hơi khác thì siêu thì to lắm đấy. Chú Tùng Bắc Ninh có thích thì xem cây này nhé. Ấy, con này có tiền mà chơi con to này. Đáng mấy bây giờ nó rẻ nhiều. Xưa cái thời đấy là đắt. 2009 2010 Hoàng Kim đắt đấy, mua nhầm ở mua đắt. Mua không đúng thời điểm. Đấy. Bây giờ bán ra thì lại rẻ. Đấy. Mua vào thì đắt. Bà con khách hàng là có nhu cầu có đến đây là bán rẻ. Đấy. Lỗ 3 phần tiền cũng bán. Đấy. Vừa bán vừa cho đấy. Vừa bán vừa tặng. Mình bán cây người ta tặng tiền. Đấy. Tùng cối. Đấy, một loạt lít nhít như thế này. Thợ thông này. Rất nhiều thông và loạt tuế. Đây. Cái này vừa 10 triệu. Chắc tóc đỏ. Triệu rưỡi đắt quá, không đủ tiền. Mình dành 5 đồng một cây, một búi, rậm quá, chả quay được. Găng tím. Găng tím nhỉ. Đây, mình dành này. Tối quá, chả nhìn thấy. Tự nhiên là tối chứ. À, một loạt ổi đây. Răng tím. Ổi được đấy, trên này cũng được. Đấy, một loạt đây. Ổi là 3 tiền cây nhỉ? Thế còn thông này. Đẹp chứ, chơi 400.000 cây. Một loạt 400.000. Triệu rưỡi, cái ổi quá hoành tráng cái gì nữa. Đây nữa này. Cái này nữa. Thôi. Kết thúc video các bác nha. Cảm ơn các bác.